Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog của Sống Châu Phi. Ngày hôm nay thì anh em mình đang ở bên bạn cũ, bên cái chỗ nhà tình thương ấy. Thì đợt vừa rồi thì mình cũng có nhờ bác trưởng thôn đi tìm cho mình được bốn bác có tuổi rồi. Các bác cũng đều trên 60 hết rồi. Thì hiện tại thì hôm trước bác trưởng thôn có nói với mình là đã tìm được bốn người rồi, thì trong đấy là có hai bác gái và thêm một nữa là có hai người nữa thì cũng trẻ hơn một chút, thì cũng hoàn cảnh gọi là khó khăn nhưng mà thực tế thì vẫn còn sức lao động rất là bình thường, nên là mình có nói bác trưởng thôn là mình sẽ không lấy hai người này nữa và thay vào đấy thì mình sẽ đưa bố mẹ anh Manuel đến đây ở. Bởi vì thực tế là thế này, đất thì là của bố mẹ anh Manuel là có đồng ý là giúp mình xây cái nhà này. Và cái thứ hai là các bác cũng có tuổi rồi nhưng mà vẫn còn sức lao động và vẫn có thể tự lo cho mình được. Thì mình có đưa hai bác đến đây ở này cùng với cả hai bác gái nữa. Sau này mình sẽ chu cấp thức ăn hàng tháng cho bác, ví dụ như là gạo, mắm, muối, các thứ thì mình sẽ cấp hàng tháng. Đây, ngày hôm nay mình đây các bạn thấy mình đã mua rất nhiều đồ đây rồi. Thì trước mắt là mình cũng có mua hai cái giường. Nếu mà đến đây mà lắp ghép vào, nếu mà ok thì sẽ để hai cái, còn nếu không thì mình sẽ mua thêm hai cái nữa cũng được, không vấn đề gì cả. Với cả ngày hôm nay là các bạn, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2 thì là cái ngày mà ngày này là hôm nay là ngày lễ rất là lớn ở bên Angola. Là ngày mà kết thúc nội chiến, có nghĩa là trên đất nước Angola ngày hôm nay là không còn tiếng súng nữa, là ngày 4 tháng 2. Hôm nay tất cả cửa hàng đều đóng cửa hết, rất là khó mua đồ luôn các bạn. Chào các bạn này. Ok, lo cha ta ba mi ter bed. Ok, lo cha ta ba mi ter fin. Đó, đây là giường anh em mình mua. Rồi, mình đi mua về để lắp luôn. Đó, vào một mồn ta ra. Đó. Ok các bạn, đây là đồ anh em mình mua. Đấy, đây là nói chung là mình hôm nay mua cả đồ ăn luôn, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho mọi người luôn. Đấy, tổ chức tiệc nho nhỏ, có mình mua bàn ghế này, xô thùng để đựng nước này. Đây là cái xô to đựng nước, xô này xô 200 lít, và trong này có thêm hai cái xô nhỏ này nữa để cho các bác xách nước. Rồi là mua bàn ghế đẹp. Mete dentro, leva dentro. Ra. Mình có mua thêm cả đây, mua con dê này để tí nữa sẽ tổ chức liên hoan cho mọi người, các bác lên nhà mới, thấy không? Johnny, về. Đó, mình mua hai bao gạo, đây là bột ngô, thấy không? Không tên bột rồi, để ta đi. Đó, hai bao bột ngô này, hai bao gạo để cho các bác ăn trong vòng một tháng, nói chung là thoải mái. Mình mua thêm đây, cái bao to này là bao muối 25 cân các bạn, mình sẽ mua luôn cả một bao muối luôn. Cái này thì muối này thì sẽ, nói chung là mình mua gạo bột ngô để cấp luôn cho cả nhà bên cụ luôn, bên này luôn. Đó, đây là mua một can dầu ăn 5 lít nữa để cho các cụ. Essi đùa vô Joby trai đùa vô. Đó, mình mua thêm bột ngô này, ba này là để cho ông cụ ông. Avo un saco de fuba. Muito obrigado. Sim. Tá de. Yeah, aqui óleo tá aqui. Tira bidão óleo. Sim, tem a puto vai trazer. Não, aquele é pequeno.
Tá dentro do saco preto. Já. Yeah. Mesa vai aí. Já, mesa, a cadeira vai aqui. Tá bom? Dạ. Ở đây là giường anh em mình đã trải xong hết rồi. Ok. Đấy, đây là có, nói chung là có ga, có chăn đầy đủ rồi. Đây là thức ăn thì vừa nãy mình đã có quay rồi. Đây là đồ mình cấp trong vòng 1 tháng cho bốn cụ. 2 bao bột ngô, 2 bao gạo. Bên này cũng thế. Giường bên này tất cả anh em đây mình mua ga rồi là chạy xong xuôi hết rồi. Một lát nữa khi nào đây giường này mình sẽ đẩy cho bố mẹ của anh Manuel sẽ ở đây. Và hôm nay hiện tại giờ trời đang mưa các bạn. Đang mưa hôm nay đúng rồi. Đầu xuân các cụ chuẩn bị lên nhà mới thì trời mưa. Món gì? Mưa, mọi người đang anh Hùng núp hết ở trong này rồi. Đó, đây là thịt con dê lúc sáng mới mang đến. Salad này. Ok, trong cái còn cái nồi to này là cơm. Đây một nồi luôn. Come on. Một lát nữa thì chờ mọi người đến, chờ mấy bác đến, cũng với cả bác trưởng thôn đến cho xong rồi. Xong rồi mình sẽ tiến hành để cho mọi người ăn, cho mọi người tổ chức ăn liên hoan luôn. Bởi vì thực tế là bây giờ trời đang mưa các bạn, nên là nó không thể ấy được. À đây, nước ngọt đây. Mình vừa đi mua. Mình vừa đi mua được ít nước ngọt đây các bạn. Đó. Đây là cái bếp này. Bếp này sau này để cho mọi người đun này. Đây là cái này là rượu này. Một thùng rượu luôn. Ngày hôm nay thì nay anh em mình làm bữa tiệc nhỏ để mừng tân gia cho bố mẹ của anh Manuel rồi là hai bác nữa. Nhưng thực tế là trời mưa. Bây giờ mọi người cũng chưa đến đúng đủ lắm. Vô. Abono vai beber isso. Whisky. Whisky? Não tem cerveja. Só tem gasosa. A avó já muito mais velho. Já muito. Você é muito mais velho. Dei lá boa com o Emanuel. Ok, já fica mais. E rapaz, hoje nós faz uma festa pequena para. O mais velho que entra aqui, que começa a viver aqui, fica já vizinho do avô. Meu vizinho muito ótimo, hein? Sim, agora já fica vizinho do avô. Tá muito bom. Yeah. E agora, a partir de hoje, avô vai comer já junto aqui. Eu vou comprar arroz, fubá e óleo, não sei o que, eu vou comprar. Tá muito bom. Ok. Yeah. Đó, đây là mâm đặc biệt dành cho các cụ. Yeah, bay, ta vốn ta đi. Yeah. Ok. Xin xin, bay. Bơ đi, bơ đi. Đó, hôm nay là có bác trưởng thôn, vợ bác trưởng thôn rồi. Đó, mọi người đã đến đây. Đây là các bác lớn tuổi rồi. Ta nghỉ à, vô? Xin. Pháp à? Nó vai. À. Tá aqui, pai. Papá. Tá bom. Ok. Mamá também. Ok. Mamá. Quero isso.
Đám anh. À, ok các bạn, đấy. Bà đây sẽ ở đây, bố của anh Manuel. Yeah, pai, a partir de hoje esse lado é teu quarto. Tá vendo, pai? Aqui teu quarto. Tudo aqui, coisa aqui é para ti com tua mulher. Essa é a casa agora, você vive aqui porque yeah, assim, depois vamos conversar, né? Mamá, hoje vai dormir aqui, esse lado. Yeah, depois tem mãe Maria Vi, também vamos dormir aqui. Yeah. Aí já tem cama, já tem tudo. E ali já tem saco, dois sacos de arroz, e dois sacos de fubá, sal, óleo. Tudo vamos comer, cozinhar, comer junto. E eu já comprei fogareiro ali também. Yeah. Yeah. Pai, agora tá à vontade, pode ir bem. Sim. Tá bom, mamá, pode, tá com a minha vontade, tá? Já. Yeah. Ok, aqui. São gasosa. Sim. Cerveja não vale. Não, a avó, tá aqui. Muitíssimo obrigado. Sim, tá aqui, do avô. Isso é que nem gorda, não é? Abanu, eu esquio, quase lá 43 graus. Sim. Tem muita força. Sim, muita força. A avó não dá. Já não compara com ele. Sim. Já não compara com ele. Ok. Então. Yeah, a família está à vontade, né? Já, yeah, eu vou sair fora um bocado. Muito obrigado. Sim. Ok các bạn, để cho cụ rồi là bác chỉnh thôn tất cả mọi người ăn uống tự nhiên. Mình sẽ đi ra ngoài này để cho mọi người ở đây ăn. Còn thiếu mẹ anh Manuel nữa. Mẹ của Manuel thì hiện tại đang ở bệnh viện. Thì có một em nhỏ lắm, mấy tuổi thôi. Đang bị sốt rét và hiện tại thì bác đang ở bệnh viện trông. Nên là bác hôm nay bác không đến đây được. Thì mai mốt thì mình sẽ quay lại một lần nữa cho các bạn xem tất cả mọi người ở trong này. Đó. Đây anh em đội thợ xây của mình cũng sang đây cũng tương đối đông. DVD cả rồi à? Você também chupa, né? Eu sou pouco. Você é só um? Sim. Que? Você quer isso? Você bebe? Sim. Eu também, muito bem. Obrigado. Não. Quem quer o levanta a mão. Então. Criança também, né? Também dá. Criança também dá. Eu compro 10, tem muito. Aqui não vai chegar. Ah, aqui vai restar muito. Ajuda. Chuyện này hỏi bác. Ok. Então, avô. Então, tá bom, tá. Agora, avô. Tá sentindo que se hoje vai ter já casa novo, tem tudo. Ah, vai dar bandola. E aí, avô, viu, ah?
Cuando tú la has sentido a Conchi Yanke. Sí. Esta mañana me cae un dilado muy culo de ahí. El espada me ha quedado, yo agradecí. Sí. O nosso irmão, nosso filho, sim, nos construiu esta casa. Sim. E a partir de hoje eu não vou mais na minha casa lá. Sim, sim. Vou ficar em uma aqui. Sim. E até estamos gratos. Muito bem. É já está, pai. Também, como Isoba, sim, estamos satisfeitos. Sim. Até pedimos que esse trabalho não para. Continua com o outro trabalho. Sim. Qualquer iniciativa que vocês têm, façam aqui. Sim. O resto é só falar com o Sopa Bala. Sim. Ô Sopa, nós temos uma iniciativa assim, 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 como é? Vamos aplicar ou não? Sim. Nós aceitamos. Sim. Muito bem. Sim. Ok, muito obrigado, pai. Já, yeah, tá à vontade, pai. Muito ok. Bây giờ cũng là chiều muộn rồi mà với cả trời đang mưa, tất cả mọi người thì đang ăn uống ngoài kia thì mình sẽ không quay nữa để cho tất cả mọi người ăn uống tự nhiên thôi. Và ngày hôm nay thì mình cũng đã nói chung là mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ thôi để gọi là làm tiệc tân gia cho các bác, các ông, các bà lên trên lên nhà mới đây, để có sẽ có 4 người, gồm có bố mẹ của anh Manuel và thêm hai bác nữa, hai bác gái. Nói chung các bà các bà cũng rất nhiều tuổi rồi thì hôm nay mình để thay mặt cho bố mẹ của anh Manuel rồi là hai bác nữa chân thành cảm ơn đến, gửi lời cảm ơn đến gia đình một cô. Hiện tại thì cô đang ở bên bên Úc. Tại thì cô đang ở bên Úc và cô xin phép được giấu tên. Cô là người đầu tư để xây dựng căn nhà này và tất cả mọi thứ ở trong nhà đều là do cô sắm sửa cả. Một lần nữa xin cảm ơn cô rất là nhiều. Thì thôi, có lẽ là video ngày hôm nay mình xin phép được kết thúc từ lại tới đây. Thì các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa, hãy cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn.